về nguồn gốc của vườn rau Lộc Hưng. Sáng ngày 4 tháng 1 năm 2019, chính quyền phường 6, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh đã đẩy mạnh việc giải tỏa khu đất vườn rau Lộc Hưng trên địa bàn này bằng cách cắt điện và các công trình xây dựng trái phép trên khu đất và bắt tạm giữ một số đối tượng có động thái ngăn cản. Đáp lại, nhiều hội đoàn, cá nhân chống đối trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh đã tuyên truyền rằng chính quyền địa phương đang cướp mảnh đất vàng của giáo dân để bán lấy lợi nhuận. Hiện nay, Dư luận chính thống và phi chính thống đang kể hai câu chuyện khác nhau về nguồn gốc của khu vườn rau Lộc Hưng. Giới chống đối tuyên truyền rằng đây vốn là khu đất hoang mà một nhóm người công giáo di cư vào miền Nam năm 1954 đã có công khai khẩn. Sau năm 1975, nhóm nông dân này tiếp tục trồng rau trên mảnh đất đó và đã nộp thuế đầy đủ, có ghi nhận bằng biên lai. Năm 1999, trên tinh thần của luật đất đai sửa đổi, chỉ thị 24-1999-CT-TTG của Thủ tướng Chính phủ về tổng kiểm kê đất đai, nhóm nông dân này lên Ủy ban Nhân dân phường và quận để xin xác nhận quá trình sử dụng đất. Tuy nhiên, Ủy ban từ chối xác nhận và khuyên họ về canh tác như bình thường, vì ai cũng biết họ đang trồng rau trên khu đất này và khu đất không nằm trong diện quy hoạch. Tuy nhiên, khu đất này rơi vào diện quy hoạch vào năm 2001 và đến năm 2002, nhóm nông dân này mới được thông báo về việc đó. Trong khi đó, bản báo cáo kết quả kiểm tra ra soát vụ việc khiếu nại của các hộ dân canh tác trên khu đất vườn rau tại vườn 6, quận Tân Bình do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đưa ra ngày 20 tháng 6 năm 2016, lại thuật lại nhiều tình tiết khác trong vụ việc này. Theo đó, vào thời pháp thuộc, toàn bộ khu đất này vốn được dùng làm đài anten chứ không phải là đất hoang hóa. Sau đó, khu đất được nha giám đốc viễn thông của chế độ Việt Nam Cộng hòa cũ dùng làm đài anten. Năm 1955, Linh Mục Đinh Công Trình đã thăm mặt giáo sứ Lộc Hưng làm giấy xin mượn phần đất trống giữa các cột anten để trồng rau. Đơn vị đồn trú Pháp cho phép họ trồng rau vào ban ngày, còn ban đêm không được vào. Từ năm 1977, phần đất này tiếp tục được dùng làm đài phát tín, lần lượt dưới quyền quản lý, sử dụng của Trung tâm Viễn thông 3, Tổng cục Bưu điện Thành phố Hồ Chí Minh và Bưu điện Thành phố Hồ Chí Minh. Vào năm 2001, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh giao khu đất này cho công ty trách nhiệm hữu hạn tư vấn đầu tư xây dựng Sài Thành để đầu tư hạ tầng khu nhà ở dân dụng và nhà ở cán bộ, công nhân viên của bưu điện tại phường 6, quận Tân Bình. Tuy nhiên, nhóm nông dân trồng rau ở đây không nhận tiền giải phóng mặt bằng, tiến hành khiếu kiện đông người, khiến khu đất trở thành điểm nóng về an ninh trật tự. Năm 2008, Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh giao khu đất này cho Ủy ban nhân dân phường Tân Bình để xây dựng công trình công cộng không có chức năng ở và chỉ nhằm phục vụ người dân trong khu vực. Năm 2013, phường Tây Bình được chấp thuận cho dùng khu đất này để xây trường công. Tuy nhiên, một số hộ gia đình ở đây đã dựng công trình bán kiên cố để chiếm dụng trái phép khu đất này cho đến thời điểm hiện tại. Như vậy, theo báo cáo của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, vườn rau Lộc Hưng không phải là khu đất hoang hóa mà nhóm giáo dân ở đây có công khai phá và hiện không giải phóng mặt bằng khu đất. Ngoài ra, từ năm 1977, khu đất này đã là thuộc quyền quản lý sử dụng của các cơ quan nhà nước bên cạnh đó một số nguồn tin khác cũng cho thấy trong quá trình dựng hàng rào để chiếm dụng khu vườn giao lộc hưng nhóm giáo dân ở đây đã cung cấp địa điểm hội họp tổ chức khóa học in tài liệu có giới hiệu vi phạm pháp luật cho các đối tượng chống đối họ cũng cung cấp chỗ ở cho một số cá nhân chống đối như nguyễn bắc truyền phạm thanh niên phạm đoan trang khi các đối tượng này đang trốn tránh sự giám sát của pháp luật vì lý do này nhiều tổ chức cá nhân chống đối đã tích cực tuyên truyền chống việc giải phóng mặt bằng hôm 4 tháng 1 năm 2019 vừa qua. Số này bao gồm các nhân vật công giáo chống đối như linh mục Lê Ngọc Thanh, các cá nhân chống đối từng trốn trong vườn rau như Phạm Đoan Trang, Phạm Thanh Nhiên, các cây bút chống đối ở thành phố Hồ Chí Minh như Sương Quỳnh. Sau khi xem xét vấn đề, chúng tôi thấy các tổ chức, cá nhân chống đối đang che giấu một lượng lớn thông tin gây bất lợi cho họ trong vụ vườn rau Lộc Hưng. Họ cố tạo một ấn tượng sai lầm rằng đây là khu đất của nhóm giáo dân, trong khi nó vốn là bãi anten của chính quyền Pháp và chính quyền Việt Nam Cộng Hòa. Từ năm 1977 đến nay, do bưu điện thành phố nắm quyền sử dụng và quản lý. Họ tuyên truyền rằng chính quyền địa phương muốn cướp mảnh đất vàng vì lợi nhuận, trong khi khu đất đang được quy hoạch để xây trường học. Và họ tỏ ra là người ngoài cuộc trong vụ việc này, trong khi họ vừa hưởng lợi từ khu đất, vừa là một trong những lý do quan trọng khiến chính quyền địa phương phải đẩy nhanh việc cưỡng chế. Chương trình điểm tin